Lý Vân Tiêu, ngươi muốn chết. Lý Vân Tiêu đang trong đại sảnh lập tức liền bị một cổ sát khí rất mạnh tập trung vào, ngay sau đó một đạo sóng âm bé nhọn phá không mà đến, tuy rằng thanh âm truyền đi rất rộng, nhưng lực công kích lại hội tụ thành tuyến, chỉ nhắm vào một minh hắn, toàn bộ đại sảnh đều bị cỗ lực lượng này chấn cho lung lay, giống như đang trong nước biển vậy, không gian có chút phiêu hốt bất định. Lý Vân Tiêu toàn thân lạnh như băng, lỗ chân lông lập tức toàn bộ mở ra, một loại khí tức tử vọng ập đến. Hải Bắc Phi ra tay quá đột nhiên, nếu có chuẩn bị thì coi như là một quyền của Vũ Đế hắn cũng tiếp được. Nhưng đối phương tới quá đột nhiên, lực lượng Vũ Tôn nhị tinh toàn bộ triển khai khiến lỗ chân lông hắn căng lên, sát khí chui thẳng vào thể nội. Đúng lúc này, Lục Tốn hét lớn một tiếng sông tới, dùng thân thể ngăn ở trước người Lý Vân Tiêu, trong mắt lóe ra thần sắc kiên nghị thấy chết không sờn. Hắn là thuật luyện sư ngũ giai đỉnh phong, thần thức cường đại hơn xa người bình thường. Ngay sau đó, Phương Thụy cũng chạy đến, hai người một trước một sau, mở ra hai tay che chở Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trong nội tâm cả kinh, đồng tử bỗng nhiên mở lớn. Một cổ tình cảm ấm áp chảy xuôi trong lòng, nhìn thấy hai lão đầu tóc trắng xóa ngăn ở trước người mình, bọn hắn thủ hộ không phải mình, mà là thuật đạo vô thượng mà bọn hắn vẫn luôn hướng tới. Bọn hắn đối với Lý Vân Tiêu cũng chưa quen thuộc, nhưng lại từ trên người Lý Vân Tiêu thấy được mục tiêu mà bọn hắn khó với tới. Mặc dù không thể với, nhưng tâm luôn hướng về trong dòng sông lịch sử dài dòng buồn chán trên con đường vĩnh viễn không có điểm cuối này từng xuất hiện qua không ít người thủ hộ thủ hộ lấy tín ngưỡng thần thánh trong suy nghĩ của mình vì nó mà kính dâng ra sinh mệnh hai người tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng lại cắn chặt răng không lui một bước đây là bóng người hải bắc phi vọt vào trong trong tay đã ngưng tụ lấy lực lượng không gì sánh nổi mắt thấy sắp chụp chúng bỗng nhiên thấy được hai gương mặt quen thuộc hắn liền vội vàng cưỡng ép thu hồi trưởng lực ra sức khẽ hấp trên không trung ép tất cả khí thế của mình trở về. Vũ Tôn chi lực, mặc dù chỉ là dư uy, nhưng cũng không phải hai lão đầu này có thể chống được a. À. Nếu làm bị thương bọn hắn, hậu quả không thể lường được. Phốc. Khí kinh cường đại xông về trong cơ thể, một ngụm tâm huyết trực tiếp xông lên yết hầu, hắn cưỡng ép xoay mấy vòng trên không trung, lúc này mới hóa giải được kinh khí, nhưng trong cơ thể hiển nhiên đã bị nội thương. Loại cưỡng ép ngừng chân khí này có hại rất lớn cho cơ thể, hơn nữa tu vị càng cao cắn trả lại càng lớn. Hải Bắc Phi vội vàng xông tới, cũng không chút hạ thủ lưu tình, hiện giờ toàn bộ đều bị hắn nhận lấy, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, chỉ cảm thấy kinh mạch đứt gãy hơn 10 chỗ. Hai vị đại sư, đây là vì sao? Hắn khó hiểu, mình muốn giết Lý Vân Tiêu, mọi người lẽ ra nên rất vui vẻ mới đúng chứ. Vì sao? Lục tốn trở về từ quỷ Muôn quan, vẻ mặt tái nhợt, cắn răng nói. Hải Bắc Phi, uổng cho chúng ta vì dòng binh đoàn Thái Điểu bán mạng nhiều năm như vậy, Ngươi vậy mà muốn giết Vân Tiêu đại sư. Vậy trước tiên bước qua thi thể chúng ta đi đã. Đúng, bước qua thi thể chúng ta đi. Thuật luyện sư còn lại giờ phút này cũng nhao nhao phản ứng lại, nguyên một đám bước nhanh về phía trước, ngăn ở trước người Lý Vân Tiêu, lộ ra thần sắc kiên định, thấy chết không sờn. Lần này thật sự đã hù sợ Hải Bắc Phi rồi, hắn cứ đứng ngốc ở đó. Cha, ngươi đây là muốn làm gì thế? Hải Lâm cũng xông tới, mở miệng chỉ trích mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Không nói đến Lý Vân Tiêu mấy lần cứu tánh mạng của hắn, hơn nữa thuật đạo cực cao, được chúng đại sự tôn sùng và tôn kính. Nếu chết ở đây sẽ là một phiền phức cực lớn. Cái này. Hải Bắc Phi trợn tròn mắt, nói. Lý Vân Tiêu không phải đắc tội chư vị đại sư sao. Đắc tội. Phương Thụy cả giận nói. Người đắc tội chúng ta chính là hải đoàn trưởng đại nhân người đấy. Lão tử không làm nữa, ngươi thỉnh người khác cao mình hơn đi ta cũng không làm nữa, thực là con mẹ nó bực mình. Ta cũng vậy, bán mạng vài năm, vậy mà muốn gây bất lợi cho Vân Tiêu đại sư. Mọi người nheo nhau hưởng ứng, tất cả đều cực kỳ giận dữ. Hải Lâm vội vàng giải thích mọi chuyện một lần, Hải Bắc Phi nghe được mồ hôi lạnh đầm đìa, thì ra là muốn ký hợp đồng. Hắn vẻ mặt cầu xin giúp đỡ nhìn qua Lý Vân Tiêu, lộ ra thập phần câu nệ. Chu Tường cũng có chút choáng váng không thể tưởng được cường giả vũ tôn cũng có thể lộ ra bộ dạng tội nghiệp như vậy, giống như đang khẩn cầu vậy. Hắn đột nhiên cảm giác lưng mình thẳng lên không ít, cảm thấy mình lúc trước tát 10 cái kia rất có phân lượng, rất đáng. Vân tiêu đại sư, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi quỷ quái này đi, ta đã sớm ở đến phát ngán rồi. Phương Thụy cố vấn nói, có vân tiêu đại sư mang theo chúng ta, thiên hạ rộng lớn nơi nào không thể đi. Coi như là bảy thế lực lớn xưng bá thiên đại nhất định cũng sẽ tiếp nhận chúng ta. Hải Bắc Phi khẩn trương, không còn chú ý thân phận nữa, kêu rên nói. Vân Tiêu Đại Sư, ngàn vạn đừng a, à, vừa rồi ta nhất thời hồ đồ, không hiểu rõ tình huống, kính xin Đại Sư rộng lòng tha thứ. Nếu những người này đi rồi, hậu cần dòng binh đoàn Thái Điểu cơ hồ đoạn tuyệt, sợ là không dừng chân được ở khinh ca lâm địa mấy tháng. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn qua Lý Vân Tiêu, tựa hồ đang chờ hắn quyết định. Lý Vân Tiêu nhìn chầm chầm vào Hải Bắc Phi, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn ý, nói. Nếu không phải xem trên phân thượng hách liên thiếu hoàng, ngươi bây giờ cũng không có khả năng bình yên vô sự đứng ở đây đâu. Hải Bắc Phi nội tâm một hồi phát khổ, Lý Vân Tiêu lời này đương nhiên hắn sẽ không tin thật, cho rằng đối phương chỉ là nói để giữ thể hiện. Dù sao người trẻ tuổi, sĩ diện cũng rất bình thường. Nhưng hắn đã làm sai trước, cũng không dám phản bác, chỉ kinh ngạc hỏi. Vân Tiêu đại sư biết Hách Liên đoàn trưởng sao? Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia nhớ lại, nói: "Ngươi về sau sẽ biết." hắn nhìn đám lục tốn nói. Chư vị, ta còn có việc muốn dừng lại ở khinh ca lâm địa một thời gian ngắn, hơn nữa hách liên thiếu hoàng có quan hệ không cạn với ta. Mong rằng chư vị tiếp tục lưu lại dòng binh đoàn thái điều phụ tá. Lục tốn câu mày nói. Vân tiêu đại sư về sau phải rời đi sao? Chúng ta hy vọng có thể đi theo bên cạnh đại sư. Hắn lộ ra vẻ mặt khát vọng. Nguyện đi theo bên cạnh đại sư. Mọi người cơ hồ chăm miệng một lời kêu lên, trên mặt mỗi người đều tràn đầy kiên quyết và khao khát. Lý Vân Tiêu mỉm cười, cảm khái nói. Trong thời gian ngắn ta sẽ không rời đi, tâm tình chư vị ta có thể hiểu được. Trong đoạn thời gian này, thuật đạo nếu có vấn đề gì nghi vấn ta sẽ hết sức giải đạp. Hơn nữa sau khi rời khỏi khinh ca lâm địa, ta cũng sẽ có bồi thường cho các vị. Mọi người lộ ra một tia cô đơn, nhưng nghĩ đến trong khoảng thời gian này có thể được giải đáp các vấn đề về thuật đạo. Rất nhanh liền trở nên hưng phấn, nguyên một đám xoa tay, trong đầu đều đang dốc sức nghĩ ra vấn đề nghi vấn của mình. Hải Bắc Phi lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, xem ra tiểu tử này thật sự có biết đoàn trưởng, hơn nữa tựa hồ giao tình không cạn. Chẳng lẽ là con riêng của đoàn trưởng, hoặc là con của cố nhân? Trong đầu hắn suy nghĩ lung tung cả buổi. Lý Vân Tiêu sau khi trấn an chúng thuật luyện sư liền nói. Phiên toái hải đoàn trưởng mau chóng tìm kiếm tin tức về vạn cổ trường thanh thụ, hơn nữa chuyện ngày hôm nay ta không hy vọng còn lần thứ hai. Nhất định, nhất định. Trên ót hải bắc phi đổ mồ hôi lạnh, chuyện hôm nay ngẫm lại mà thấy sợ. Đột nhiên trong đại sảnh có một bóng người vọt tới, liều mạng hô to nói. Hải đoàn trưởng, không thể, không thể ra tay với vân tiêu đại sư A. Người này đúng là chu lôi, hắn chạy qua chạy lại cả buổi, thể lực đã sớm không chống đỡ nổi. Hiện giờ hoàn toàn đều là nhờ vào đan dược, sợ gây ra đại họa nên hắn cơ hồ đã dốc cạn một tia lực lượng cuối cùng rồi. Hải Bắc Phi cả giận nói. Đều tại ngươi không nói rõ ràng. Hắn vùng tay lên, một đạo kình phong trực tiếp đẩy tới, trực tiếp xoay chu lôi lên lập tức thổi bay ra xa vài trăm mét, hóa thành một chấm đen nhỏ biến mất ở phía chân trời. Hải Lâm, chấm chấm chấm. Hải Bắc Phi nói. Vân Tiêu Đại Sư, thành Tây này là nơi ngư long hỗn tạp. Tam đại dòng binh đoàn không ai có thể chiếm thượng phong, Địa bàn phân chia hết sức phức tạp, bởi vì cân nhắc về vấn đề an toàn nên đội thứ 8 lập ra hai phó trước đội trưởng. Đợi lát nữa ta liền phái Bân Kiệt tới, cùng Chu Tường bảo hộ vấn đề an toàn cho đại sư. Hiện giờ Lý Vân Tiêu không chỉ có quan hệ đến thương thế của Hải Lâm, còn trực tiếp quan hệ đến sự ổn định của đội ngũ thuật luyện sư trong binh đoàn thái điều thuật, phải hết sức bảo hộ. Bân Kiệt đáng thương vừa mới thoát được, nếu biết tin này, chỉ sợ sẽ khóc giống tại chỗ mất. Hải Bắc Phi lại giận dò bọn người Chu Tường một lúc, sau khi phát hiện hào khí hiện trường lành lạnh, những thuật luyện sư kia đều hờ hững nhìn hắn, trong mắt toát ra địch ý, lập tức cười khổ không thôi, cảm thấy thập phần tổn thương. Nếu Lý Vân Tiêu trở mặt hoặc rời đi, cục diện rối rắm này không biết phải thu thập thế nào nữa. Cũng may đối phương tựa hồ thật sự có giao tình với Hắc Liên đoàn trưởng, chỉ mong thật sự như thế, nếu không thì thật sự phiền toái lớn rồi. Hắn tự giác mất mặt một hồi, liền cùng Hải Lâm hậm hực rời đi. Chu Tường nói: "Đội trưởng đại nhân Thành Tây này tình huống cực kỳ phức tạp, không bằng hiện giờ sắc trời còn sớm, ta cùng ngươi đi dạo khắp nơi một vòng đi." Lý Vân Tiêu suy nghĩ, nói. "Cũng tốt, đã nhận vị trí này thì phải làm cho tốt. Vốn ta cũng không có hứng thú lắm." Hắn nói một chút, đồng thời chỉ điểm đám thuật luyện sư vài vấn đề, mọi người lúc này mới thỏa mãn từng người rời đi, tiếp tục việc luyện chế. Lạc Vân Thường đột nhiên nói: "Vân thiếu, dương khí nơi này thập phần tinh thuần." tựa hồ đối với thân thể của ta có chỗ tốt rất lớn. Ta định bế quan tu luyện một thời gian ngắn. Lý Vân Tiêu nói, cũng tốt, nơi này quả thật là chính dương chi địa thập phần hiếm thấy. Bất quá ta cảm giác có chút quái dị, ngươi tạm thời ở đây tu luyện đi. Đối với cửu dương chân khí của ngươi sẽ rất ích lợi đấy. Ba người Lý Vân Tiêu và Chu Tường còn có Đinh Linh Nhi cùng nhau rời đi. Sau khi tiến vào địa bàn thành Tây, Lý Vân Tiêu mới phát hiện thành Tây lớn hơn ba thành khác nhiều. Không chỉ lớn, hơn nữa cũng rất phồn hòa Tam đại dòng binh đoàn chế ước lẫn nhau, lưu lại không gian cho các thế lực nhỏ sinh tôn, lúc này mới có cảnh tượng bách hoa tề phóng như vậy. Nhưng bách hoa tề phóng đều là một ít hành vi tội ác, đồng thời cũng đã tạo thành một vấn đề khác rất lớn, trị an cực kỳ hỗn loạn. Bởi vì không có bất kỳ quy củ hạn chế nên nơi này đã trở thành nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất trong ngày ở khinh ca lâm địa. Nhưng đại lượng võ giả vẫn tràn vào không biết mệt mỏi, bởi vì chỗ tốt lớn nhất ở đây cũng là không có quy củ hạn chế. Chu Tường vừa đi vừa giới thiệu nói, nhiệm vụ chủ yếu của đội thứ 8 là cung cấp các tài liệu luyện chế cho thuật luyện đại sư, trong mắt người khác giống như là tiểu đội chuyên phụ trách đảm bảo hậu cần. Nhưng kỳ thật chiến lược chỉnh thế cũng thuộc hàng số một số 2 trong cả 8 đội, bởi vì đội thứ 8 quá mức trọng yếu. Nếu không phải nơi này có hỏa long chi khí thì dù thế nào cũng sẽ không đặt tổng bộ đội thứ 8 ở thành Tây đâu. Tài liệu thuật luyện thì trong đoàn có con đường cung ứng riêng, nhưng thành Tây này cũng là một con được thu vào tài liệu thập phần trọng yếu. Cho nên nơi này có rất nhiều thương hội lâm lập, vạn bảo lâu, kim tiền bang, tứ cực môn, còn có thương hội thiên nhất trong thập đại thương minh đều có phân bộ ở chỗ này. Cũng là một trong thập đại thương minh, nhưng tranh lệch trong đó vẫn cực lớn. Đinh Linh Nhi xin lòng cảm khái, ít nhất thương hội thiên nguyên của nàng so với tứ đại cự đầu này hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Ba người dọc theo đường rất nhanh hấp dẫn ánh mắt không ít người, mỗi võ giả mới tiến vào thành tây đều lọt vào mắt đông đảo thế lực đặc biệt là đinh linh nhi một tiểu cô nương thanh tú như vậy lại tản mát ra khí tức thanh thuần thoát tục hơn nữa môi son răng trắng tinh vừa nhìn đã biết là tấm thân xử nữ lập tức khiến đám nam nhân đều bị hấp dẫn đinh linh nhi cảm nhận được ánh mắt như lang như sói ở bốn phía chỉ cảm thấy toàn thân sợ hãi chu tường nhìn ra nàng cực kỳ không thoải mái cười nói nơi này chính là như vậy tất cả đều là đám nam nhân sống trong đao kiếm, tính tình dã man thô bạo, hơn nữa đều là loại thích tử sắc. Đinh Tiểu Thư chậm rãi thích ứng là được. Thích ứng. Đinh Linh Nhi sắc mặt đen lại, lạnh giọng nói. Ta cảm thấy nên làm cho bọn hắn thích ứng ta thì thích hợp hơn. Chu Tường sững sờ, không rõ có ý tứ gì. Chỉ thấy Đinh Linh Nhi đột nhiên ra tay, một đạo quang tiễn bạch sắc không chút dấu hiệu bắn ra. Một lão đầu ở ven phố đang lộ ra thần sắc dâm uế liền kinh hãi, kêu thảm một tiếng muốn né tránh, nhưng tiễn mang kia lại quá mức tấn mãnh. Không, Chu Tường sắc mặt đại biến, hoảng sợ muốn ngăn trở, nhưng đã chậm. Oanh, lão nhân kia không kịp tránh né, trực tiếp bị nổ nát bấy, đại lượng thịt nát và mùi máu bắn khắp không trung. Vụ nổ kia lập tức kinh động tất cả mọi người, tất cả đều rời mắt qua, thân sắc lỗ mãng liền đổi thành ngưng trọng và âm trầm. Đinh Linh Nhi từng chữ lãnh đạm nói, nếu còn khiến ta cảm thấy không thoải mái, phải chết. Chu Tường há to mồm, có chút không kịp phản ứng. Không thể tưởng được đại mỹ nhân nhìn qua có vẻ đáng yêu này vậy mà bên trong lại thô bạo như thế, người ta chẳng qua chỉ có chút ý dâm, liền trực tiếp giết đến không còn chút cặn. Hắn nào đâu biết thân phận Đinh Linh Nhi, tuy rằng thương hội thiên nguyên đã xuống dốc, nhưng cũng là tồn tại thành danh từ lâu trên đại lục. Thân là thiên tri kiều nữ của thương hội, cũng là một trong lưỡng đại mỹ nhân của thập đại thương minh, thường ngày đều được các loại hào quang bao quanh, được mọi người nhìn bằng ánh mắt tôn kính ngưỡng mộ, nào từng bị đám sắc lang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy bao giờ đâu chứ. Từ sau khi tiến vào khinh ca lâm địa, nội tâm Đinh Linh Nhi đã sớm bị một ngọn lửa vô danh thiếu đốt, nếu không phải Lý Vân Tiêu muốn ở lại đây, nàng đã sớm quay đầu rời đi rồi. Lần này phiền toái lớn rồi. Chu Tường lộ vẻ cười khổ, có chút lắc đầu, tựa hồ gặp phải chuyện gì đó cực kỳ đau đầu vậy. Lý Vân Tiêu khó hiểu hỏi. Phiền toái lớn, nơi này không phải mỗi ngày đều có rất nhiều người tử vong, không phải nắm đấm lớn có thể tùy ý giết người sao?" Chu Tường cười khổ nói, "Lời tuy là vậy, nhưng đây chỉ là nhằm vào những thế lực nhỏ vụn kia thôi. Tam đại dòng binh đoàn chúng ta vẫn tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật của mình, dù sao cũng là bá chủ ở Khinh Ca Lâm địa, nhất định phải có quy củ rõ ràng, như vậy mới có thể phục người, mới không còn loạn. Hơn nữa thế cục ở thành Tây này hết sức phức tạp, tam đại dòng binh đoàn chế ước lẫn nhau. Hiện giờ Đinh tiểu thư ra tay giết người, sợ rằng hai dòng binh đoàn khác sẽ mượn cơ hội sinh sự, đến gây phiền toái. Lý Vân Tiêu vẻ mặt đạm mạc, nhẹ nhàng nói. Ngươi nói không sai, phải có quy củ rõ ràng. Lợi ích của dòng binh đoàn Thái Điểu ở thành Tây do đội thứ 8 chúng ta quản lý, từ hôm nay trở đi, quy củ của ta chính là quy củ. Chu Tường có chút phát mộng nói. Cái gì gọi là quy củ của ta chính là quy củ. Lý Vân Tiêu nhìn xem hắn, ánh mắt lộ ra một loại khí tức chỉ thượng vị giả mới có, khiến Chu Tường cảm thấy một hồi tim đập nhanh và khuất phục. Cái này khiến trong lòng của hắn chợt kinh hãi, loại ánh mắt coi rẻ sinh tử, trải qua tăng thương này cũng không phải tinh thần công kích gì cả, mà là tùy tâm mà phát. Nói thí dụ như, Linh Nhi tiểu thư muốn giết người, đáng chết, đây chính là quy củ của ta. Lý Vân Tiêu hờ hững nói khiến trong lòng Chu Tường dùng mình, hắn thân là cường giả vũ hoàng cũng có chút toát mồ hôi lạnh. Quy củ của ta chính là quy củ, thiên hạ nào có quy củ bá đạo như thế chứ? ngươi cho là mình là tồn tại vũ đế sao? Chu Tường nội tâm mắng một câu, sinh ra một loại cảm giác vô lực, hắn hiện giờ cuối cùng đã hiểu rõ, bất luận thuật luyện sư nào cũng đều cùng vọng vô biên, kiệt ngao bất tuần, tuyệt sẽ không có ngoại lệ. Hơn nữa người như vậy làm đội trưởng, toàn bộ đội thứ 8 đều sẽ phiền toái, nghiêm trọng chút sẽ tạo nên tai họa ngầm thất lớn cho dòng binh đoàn. Theo thực lực dần dần khôi phục, loại khí phách hung hăng càn quấy của Lý Vân Tiêu Kiếp trước cũng dần triển lộ ra. Dưới kiếm trảm tinh thần, người chết vô số kể, hắn cũng không phải là loại người nhân từ gì. Đinh Linh Nhi thì cảm thấy trong lòng ấm áp, trong đôi mắt có chút si nhìn qua Lý Vân Tiêu. Có câu nói kia của hắn, mình ở khinh ca lâm địa nội cho dù có bị ủy khuất lớn hơn nữa, cũng đáng. Chết một lão đầu, tuy rằng dẫn đến chút bạo động, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, ai làm gì thì tiếp tục làm nấy, giống như lão đầu kia chưa từng tồn tại vậy. Chỉ có điều ánh mắt mọi người nhìn Đinh Linh Nhi cũng không dám như trước nữa, tất cả đều lộ ra vẻ cảnh giác. Chu Tường huyết sáo, rất nhanh một đạo bóng đen không biết từ chỗ nào chui ra, nửa quy trên mặt đất khom người nói. Số 9 bái kiến đội phó đại nhân. Đây là thành viên ám ảnh tiểu tổ đội số 8 chúng ta an bài ở Tây Thành, chuyên môn phụ trách thu thập tình báo cùng với các loại hành động bí mật. Sau khi hắn giải thích với Lý Vân Tiêu liền nói với người kia. Vị này chính là đội trưởng đội thứ 8 tân nhiệm, Lý Vân Tiêu đại nhân. Chuyện vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, đi giải quyết tốt hậu quả đi. Bóng đen kia ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt kinh dị nhìn Lý Vân Tiêu, lại vội vàng cúi đầu, nói: "Vâng." Trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không có chút dây dưa dài dòng, sau đó lần nữa biến mất trước mặt ba người. Chu Tưởng nói: "Ám ảnh tiểu tổ tổng cộng chỉ có 9 thành viên, mỗi người đều rất có năng lực. Có hắn đi giải quyết tốt hậu quả chắc có lẽ sẽ không có phiền toái gì đâu." Lý Vân Tiêu ánh mắt ngưng tụ, nói: "Không còn kịp rồi, phiền toái hình như đã đến." Quả nhiên, chỉ mấy hơi, từ bốn phương tám hướng đã vọt tới đại lượng võ giả, lệ khí trên người đều rất nặng. Đám người chung quanh thấy tình huống không đúng, không ít người đều nhao nhao chạy trốn, còn có một ít người tự nhận thực lực không tệ, liền lưu lại định xem náo nhiệt. Chu Tường cả kinh, trầm giọng nói: "Không tốt, là dòng binh đoàn bảo vũ." Hắn vội vàng lần nữa thổi sáo, lần này vậy mà không có bất kỳ hồi âm nào, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. "Hừ, không cần thổi, người ngươi muốn gọi ta đã mang đến cho ngươi rồi đây. Một giọng nói trên không trung vang lên, rất nhanh một bóng đen rơi xuống, trực tiếp ngã trước mặt ba người. Đúng là số 9 của ám ảnh tiểu tổ vừa mới rời đi, trên mặt tràn đầy máu tươi, đã khí tuyệt bỏ mình. Hơn nữa tứ chi đều vặn vẹo với phương thức kỳ quái, hiển nhiên trước khi chết đã bị không ít tra tấn. Một nam tử áo trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện trên không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào ba người chu tường, giống như đang nhìn tử thi vậy, không có bất kỳ tình cảm nào cả. Thành Đông bên đường sát nhân, Thành Tây bên đường sát nhân. Dòng binh đoàn Thái Điểu các ngươi làm việc càng ngày càng không kiêng nể gì cả rồi, hoàn toàn không để các thế lực khác vào mắt. Nam tử áo trắng lạnh lùng nói ra, áo trắng trên không trung bị gió thổi bay phất phới, sắc khí lạnh như băng tràn ngập ra, bao phủ một phương. Tâm thần tất cả mọi người đều thu liễm, biết rõ nơi này rất nhanh sẽ biến thành sát lục chi tràng. Triệu Vũ Chu Tường cũng lạnh lùng nguyên tiếp, khi thế đại thịnh quát. Dòng binh đoàn thái điều ta làm việc, lúc nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân thế. Triệu Vũ cười lạnh nói. Đừng nghĩ đám các ngươi nắm đấm lớn là có thể tùy ý không chế sinh tử người khác. Huống hồ quả đấm của các ngươi trong mắt ta cũng chẳng là gì cả. Lời này của hắn lập tức khởi dậy hảo cảm và nhiệt huyết của đám thế lực nhỏ, bọn họ nhao nhao phụ họa. Những người này ngày thường luôn bị tam đại dòng binh đoàn áp bách, hiện giờ có người xuất đầu, biết rõ là lợi dụng mình như nguyên một đám đều trợn mắt nhìn mấy người Lý Vân Tiêu. Chu đội trưởng, dòng binh đoàn thập tự ta mặc dù chỉ là tiểu nhân vật, nhưng cũng không cam chịu mặc người lang nhục. Hoắc lão đến tụ cùng phạm vào sai lầm gì? Vậy mà lại bị cô nương kia giết chết oát ức như vậy. Một gã hán tử thân hình lẫm lẫm trầm giọng nói, một bên mặt hắn đã thối giữa, trong tay cầm chặt một thành thiết kiếm. Hoắc lão chết đi kia chính là thành viên dòng binh đoàn thập tự bọn hắn. Mặt khác còn có 7, 8 người, nguyên đám đều đứng sau lưng đại hán kia, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ. Chu Tường nhất thời nghẹn lời, cau chặt lông mày. Loại tiểu nhân vật như dòng binh đoàn thập tự này nếu ngày thường nghi vấn hắn như vậy, hắn căn bản chẳng muốn phản ứng. Nhưng hiện giờ có triệu vũ tác quái, hắn lại không thể không đáp, nhưng hắn lại không biết đáp thế nào. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười nói. Sai lầm của hắn chính là lớn lên quá hèn mọn bỉ ổi. Hán tử kia giận tím mặt, quát. Ngươi là ai, Dòng binh đoàn thái điểu các ngươi khinh người vậy sao? Ha ha! Triệu Vũ cũng ngửa mặt lên trời cười ha ha, ngạo nghĩ nói. Dòng binh đoàn thái điểu các ngươi quả nhiên tự cho mình lá bá chủ khinh ca lâm địa rồi, chẳng lẽ hách liên thiếu hoàng đã đột phá đã đến vũ đế? Cho rằng có thể đuổi tận giết tuyệt các thế lực chúng ta sao? Chu Tường cũng thập phần đau đầu, Lý Vân Tiêu này quả nhiên giống đám thuật luyện sư của hủ cùng vọng tự đại kia như đúc, vừa nói như vậy tương đương với đắc tội với toàn bộ các thế lực rồi. Hắn sao lại xui xẻo như vậy, được an bài một thủ được như thế chứ? Lý Vân Tiêu vẻ mặt khinh bỉ nhìn Chu Tường, nói: "Đây là nơi nói nắm đấm, ngươi nói đạo lý với bọn họ làm gì? Ngươi có bản lĩnh dùng lý phục người, khiến bọn hắn lui về sao?" Chu Tường sững sờ, đúng vậy a, à, coi như mình có nói thế nào, cuối cùng còn không phải vẫn phải đánh sao, còn không phải xem nắm tay ai cứng hơn sao? Coi như là Triệu Vũ và đám người dòng binh đoàn thập tự, trong lòng cũng sừng sốt một chút nhao nhao thầm nghĩ, thiếu niên này nói rất đúng a, à, cho dù bọn hắn chiếm lý thì đã sao. Mình vốn là đến để bới móc, mượn cơ hội sinh sự, cho dù có lý, dưới nắm đấm cũng thành vô lý. Hừ, các ngươi hiểu rõ là tốt rồi, mau thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cho các ngươi một mạng. Đợi đến lúc thành Tây tổ chức đoàn trưởng đại hội sẽ để mọi người đến công thẩm. Triệu Vũ cũng lười nói một nữa, kéo dài càng lâu, đối với hắn cũng càng thêm bất lợi, hy vọng tranh thủ thời gian mau chóng giải quyết. Kỳ thật khi mấy người Lý Vân Tiêu vừa tiến vào thành Tây hắn cũng đã bắt đầu hành động. Mặc dù không có chuyện hoác lão cũng sẽ xuất hiện những chuyện khác. Tóm lại mục đích chính là bắt lấy nhân vật đầu não đội thứ 8 của dòng binh đoàn Thái Điểu. Chu Tường nhỏ giọng giải thích nói. Đoàn trưởng đại hội là hội nghị tầng thứ tối cao ở thành Tây, bình thường đều là do một phương trong tam đại dòng binh đoàn khởi xướng, triệu tập tất cả dòng binh đoàn cùng tụ tập hội ý, bình thường là vì chia cắt các loại lợi ích ở thành Tây mới tổ chức. Lý Vân Tiêu thập phần nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói: "Ta cũng cần mở hội nghị loại này một lần. Dù sao ta vừa tiếp nhận chức đội trưởng đội thứ 8, cũng nên nói cho tất cả mọi người mới phải." "Cái gì?" Triệu Vũ lộ ra vẻ giật mình, ngạc nhiên nói: "Ngươi, một gã Vũ Vương, đội trưởng đại đội thứ 8 trong binh đoàn Thái Điểu." Người còn lại đều lộ ra thần sắc không tin, ngoại trừ trong binh đoàn Bảo Vũ và trong binh đoàn Thập Tự Gia, cũng có không ít đoàn đội nhỏ phụ thuộc trong binh đoàn Bảo Vũ. Đại khái hơn 10 tiểu thế lực, gần trăm người, tất cả đều giật mình không thôi. Triệu Vũ đột nhiên co rút đồng tử, quát: "Ta nhận ra ngươi rồi, ngươi chính là thiếu niên thần bí cùng vào thành với Hải Lâm, giết ta mấy vị thống lĩnh dòng binh đoàn Bạo Vũ ta đúng không?" Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói: "Một đường vào thành, ta đều không ra tay, con mắt nào của ngươi thấy ta giết người thế?" Triệu Vũ hừ lạnh nói: "Bên cạnh ngươi có hai nữ nhân, ra tay ác độc, người này đoán chừng là người giết hoác lão a." À. Còn người nữa đâu? Còn có, Diệp Hâm có phải cũng bị các ngươi giết không? Những người khác bị giết chẳng qua chỉ có tu vị Vũ Tông, chết cũng không có gì. Nhưng Diệp Hâm lại là Vũ Hoàng hàng thật giá thật, trong dòng binh đoàn bạo Vũ cũng là lực lượng nòng cốt, mỗi người đều cực kỳ trọng yếu. Sau khi Diệp Hâm mất tích, động tĩnh mấy người Hải Lâm gây ra lúc vào thành đã sớm truyền đến bộ phận tình báo dòng binh đoàn bạo Vũ, đã tiến hành phân tích cẩn thận. Tất cả mọi người đều cho rằng, bọn người hải lâm tuyệt không thể nào dưới loại tình huống đó xuyên qua được thành đông trừ phi có cao nhân âm thầm tương trợ mà lúc đó trong thương đội ngoại trừ ba người lý vân tiêu ra mỗi người đều là thành viên dòng binh đoàn thái điểu tất cả đều bị loại trừ mà thực lực đinh linh nhi và lạc vân thường cũng đã được truyền lại sau khi phân tích cẩn thận nhân vật khả nghi cuối cùng chỉ còn lại lý vân tiêu chưa bao giờ thấy ra tay thôi ngay từ đầu triệu vũ đã cảm thấy bộ dáng lý vân tiêu có chút giống với lời đồn nhưng tu vị vũ vương khiến hắn trực tiếp loại trừ đi. Giờ phút này nghe được hắn vậy mà đảm nhiệm chức đội trưởng đại đội thứ 8 dòng binh đoàn Thái Điểu, lúc này mới khiếp sợ, xác định thân phận đối phương. Nếu không có nguyên nhân đặc thù, dòng binh đoàn Thái Điểu tuyệt sẽ không để một thiếu niên chỉ là vũ vương tam tinh đảm nhiệm chức vụ trọng yếu như đại đội trưởng. Lý Vân Tiêu cười nói, thật sự là rong dài, vô luận ta trả lời cái gì, ngươi cũng đều muốn ra tay bắt người. Nếu kết cục đã giống nhau, vậy thì đám các ngươi cũng quá rãnh rỗi đi. Người trẻ tuổi, nói chuyện phiếm hủy cả đời a. À? Triệu Vũ trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, cảm giác bị một thiếu niên chỉ hơn 10 tuổi giáo huấn cực kỳ mất mặt, tức giận nói: "Nếu ngươi đã muốn trở thành tù nhân như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi." Vừa vặn hai nhân vật đầu não đại đội thứ 8 đều ở đây, ta thu cùng lúc vậy. Khí thế trên người hắn tản ra, duỗi hai tay ra, hai đạo nguyên khí xoay quanh trong bàn tay hắn, hình thành vòi rồng chi lực, vọt lên hơn 10 mét. Áo trắng bị thổi bay phất phới trên không trung, bốn phía hình thành từng đạo hào quang nguyên khí bị hút vào trong hai đạo vòi rồng kia, khiến nó không ngừng lớn mạnh lên. Chu Tường sắc mặt cực kỳ ngương trọng, hắn từ trên người rút ra một thanh nhuyễn kiếm, run run như linh xà, tay trái đẩy Lý Vân tiêu ra sau nói: Ngươi và Đinh tiểu thư đi mau, tại ở lại cản hậu. Võ giả bốn phía nhau nhao lấy ra vũ khí, bắt đầu cảnh giới. Loại chiến đấu giữa cấp bậc vũ hoàng thế này, không phải bọn hắn có thể nhúng tay nhiệm vụ của bọn hắn chính là tạo thành vòng vây, không cho bất kỳ ai chạy thoát cả. Triệu Vũ sắc mặt càng trở nên âm lãnh, nghe răng cười nói. Chu Tường, không nên chống cự vô ích, nếu ta đã xuất thủ, các ngươi một người cũng đừng hòng trốn. Hắn chợt ra tay, trái phải hai đạo vòi rồng chi lực hợp lại làm một chiếc người, hình thành một đạo vòi rồng lớn trùng thiên quan địa, hét lớn một tiếng nện xuống dưới. Thiên phong quyết, phong chi hoàn nhiễu. Ấm ẩm ẩm, các loại kiến trúc bốn phía dưới cổ lực lượng này đều nhao nhao phá vỡ ra, bị hấp cuốn vào trong đó, rất nhiều võ giả đều đẩy vòng vây ra hơn 10 mét, vận chuyển nguyên khí đau khổ ngăn cản lại. Minh quang kiếm khí Chu tường mãnh liệt quát một tiếng, nhuyễn kiếm trong tay kích ra từng đạo kiếm hoa, không ngừng tách ra trên không trung, hình thành một mảnh phòng ngự do kiếm quang bao phủ, bảo hộ lấy ba người vào trong. Oanh! Đạo vòi rồng kia lập tức đánh xuống, nện lên kiếm quang, chấn ra đạo đạo linh áp bắn ra bốn phía, phát ra hào quang chói mắt. Chu Tường cắn chặt răng, Những kiếm trong tay đâm về phía trung tâm vòi rồng kia, rót toàn bộ nguyên khí vào trong, gắt gao chống đỡ. Tu vị Triệu Vũ chỉ cao hơn hắn một tinh, nhưng một tinh một thiên địa, hắn nếu muốn chạy trốn thì đối phương tự nhiên không lưu được. Nhưng an toàn của Lý Vân Tiêu hắn không thể không quản, đây chính là việc quan hệ đến sự ổn định của đội ngũ thuật luyện sư toàn bộ dòng binh đoàn Thái Điểu a coi như mình mất mạng, cũng phải bảo trụ an toàn cho đối phương. Hừ cưỡng ép ngăn cản thiên phong quyết của ta, thực là muốn chết. Triệu Vũ cười lạnh không thôi, vòi rồng chi lực lần nữa tăng mạnh áp lực đẩy xuống dưới. Một thân nguyên khí chu tường đều rót vào trong nhuyễn kiếm kia, rốt cục không chịu được nữa, bảo kiếm rời tay, lại bị vòi rồng chi lực kia hút vào. Không tốt. Hắn quá sợ hãi, vội vàng đẩy ra song trường, muốn tận lực cuối cùng bảo hộ cho Lý Vân Tiêu. Đột nhiên một đạo kim quang bắn ra, Lý Vân Tiêu rốt cục xuất thủ trên người hắn bay ra từng đám khoa đầu văn tự màu vàng giới thần bi trực tiếp nhảy vào trong vòi rồng kia hừ phong chi hoàn nhiễu của ta có thể cuốn đi tất cả huyền khí coi như là võ giả tu vị trên ta cũng tuyệt không dám đón đỡ người không biết không sợ các ngươi đây là muốn chết triệu vũ nổi lên vẻ miệt thị ngạo nghễ cười lạnh không thôi đột nhiên nụ cười của hắn cứng ngắc lại giới thần bi vọt vào trong vòi rồng của hắn vậy mà định ở phong nhãn căn bản không thể lay động cuốn đi tất cả huyền khí. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, người không biết không sợ chính là ngươi A, có bản lĩnh ngay cả đại địa sông núi cũng cuốn đi xem. Hắn lại đánh ra mấy khoa đầu văn tự màu vàng vào trong giới thần bi, quát. Đại địa vận luật, định giang hà sơn xuyên cho ta. Trên giới thần bi nổi lên một hồi hào quang, chấn áp trên đại địa, diễn sinh ra đạo đạo vận luật, như quy tắc thế giới, lan khắp bốn phương tám hướng. Rất nhanh, tất cả võ giả đều hoảng sợ phát hiện dưới chân khó có thể nhúc nhích tựa hồ vạn lần trọng lực gia thân cả người như bị dính trên đất ngay cả đứng vững cũng có chút cực khổ triệu vũ quá sợ hãi phong chi hoàn nhiễu của hắn trực tiếp bị đại địa vận luật kia giải khai hóa thành vài đạo kình phong tiêu tán mất bảo kiếm của chu tường từ không trung rơi xuống long cong một tiếng cắm trên đất đây là lực lượng gì trọng lực huyền khí triệu vũ chỉ cảm thấy lực hấp xả cực lớn từ cả vùng đất truyền đến muốn đè hắn xuống, hắn vội vàng vận chuyển nguyên khí ngăn cản, lúc này mới có thể đủ miễn cưỡng duy trì dừng lại trên không trung, nhưng lại khiến lực lượng của hắn bị phân tán rất nhiều. tức những bên trong giới thần bi chính là đại địa chi mẫu, coi như là thái cổ cương phong cũng đừng mơ nhấc lên, huống chi đây chính là vũ hoàng chi kỹ pháp, đại địa tức những này cũng là nội tình để lý vân tiêu đi thái cổ chi địa thu thái cổ cương phong, không có loại bảo vật chấn áp cương phong này, hắn cũng không dám tùy tiện đến là cái gì không trọng yếu quan trọng là ngươi phải chết đang một tiếng chuông chấn vang hồn phách vang lên tâm thần mọi người chấn động trong thức hải một mảnh hỗn độn một ít võ giả tu vị yếu kém dưới tiếng chuông này bị chấn cho hôn mê những thế lực tương đối mạnh tuy rằng chống được nhưng kinh mạch cũng bị hao tổn ngay sau đó liền thấy một cái cổ chung cực lớn từ trời rơi xuống bao phủ cả bầu trời lờ mờ không ánh sáng triệu vũ nhìn cổ chung chụp xuống mình sợ tới mức hồn phi phách tán khí vận bên trong cổ trung kia truyền đến sông thẳng vào thể nội, cơ hồ muốn cắt đứt thân thể hắn. Loại huyền khí đẳng cấp này, chỉ uy thế tán ra đã khiến hắn thấy lạnh cả người. Đây là huyền khí gì? Bát giai, cửu giai. Đẳng cấp cao nhất hắn được thấy cũng chỉ là thất giai, nhưng tuyệt đối không kinh khủng như vậy. Triệu Vũ hét lớn một tiếng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, lập tức giải khai trói buộc của đại địa vực giới, hội tụ tất cả nguyên khí lên quyền phong, hung hăng đánh tới cổ trung kia. Đang, cổ trung bị hắn đánh lần nữa vang ra tiếng vang hắn bị cổ sóng âm kia phản chấn bay ra ngoài lý vân tiêu cũng chấn động tâm thần lực lượng hắn khống chế hoàng chiêu trung cũng thập phần có hạn dưới một kích toàn lực của triệu vũ đại trung lập tức mất đi khống chế hắn vội vẫy tay thu hồi vào cơ thể cả người hóa thành một đạo quang mang bay vào trong bầu trời triệu vũ bị sóng âm của hoàng chiêu trung chấn cho thất điên bát đảo toàn thân khó chịu nói không nên lời hai mảng tai càng chảy ra máu thân thể không ngừng lộn trên không trung, không biết bị đánh đi bao xa. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đó rốt cục là huyền khí gì. Loại trí bảo này sao có thể rơi vào tay người khác, mình nhất định phải có được nó. Tung bay hồi lâu thân thể mới ngừng lại được, hắn liền thấy một hào quang phóng tới mình. Lý Vân Tiêu bên trong hào quang thần sắc lăng lệ ác liệt, hai con người như máu. Ân, ánh mắt kia. Triệu Vũ bị đối phương nhìn chằm chằm, thức hải vừa giảm bớt chút đau đớn từ sóng âm lại lần nữa cảm thấy đau đớn, đầu cơ hồ như muốn nứt ra. Không tốt, là tinh thần công kích. Hắn kinh hãi nhắm hai mắt lại, nhưng đã chậm. Không gian bốn phía không ngừng biến hóa, không gian như kéo dài ra, không ngừng xẹt qua trước người hắn. Ý thức không gian. Trong lòng triệu vũ lập tức trầm xuống, chỉ thấy trong bóng tối phía trước, một thân ảnh to lớn cao ngạo dần dần xoay người lại, vung tới nắm đấm to như nổi đất, thời gian dần trôi qua đánh xuống dưới. Những nơi quyền phong đi qua, vô số không gian đều nghiền nát. Chi? Triệu Vũ sợ tới mức hồn phi phách tán, loại ảnh hưởng này tuy rằng là do ý thức biến thành, nhưng lại chân thật khiến người sợ hãi, phảng phất như nắm đấm kia đủ để đánh tan tứ cực hoàn vũ vậy. Thiên phong quyết, phá tất cả cho ta. Hắn liều mạng giống to lên, nếu không phải có thể chạy khỏi đây trước khi nắm đấm đánh tới, ý thức của mình sẽ cùng nghiền nát với những không gian kia, đến lúc đó thân thể sẽ triệt để biến thành người thực vật không có thần thức